Lịch sử Việt Nam nếu tính từ lúc có mặt con người sinh sống thì đã có hàng vạn năm trước công nguyên, còn tính từ khi cơ cấu nhà nước được hình thành thì mới khoảng từ năm 2879 trước công nguyên. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy các di tích chứng minh loài người đã từng sống tại Việt Nam từ thời đại đồ đá cũ thuộc nền văn hóa Tràng An, Ngườm, Sơn Vi và Soi Nhụ vào thời kỳ đồ đá mới. Nền văn hóa hòa bình Bắc Sơn tại vùng này đã phát triển về chăn nuôi và nông nghiệp, đặc biệt là kỹ thuật trồng lúa nước. Những người Việt tiền sử trên vùng châu thổ sông Hồng, văn minh sông Hồng và sông Mã này đã khai hóa đất để trồng trọt, tạo ra một hệ thống đê điều để chế ngự nước lụt của các sông, đào canh để phục vụ cho việc trồng lúa và đã tạo nên nền văn minh lúa nước và văn hóa làng xã đến thời kỳ đồ sắt. Vào khoảng thế kỷ 7 trước công nguyên đã xuất hiện nhà nước đầu tiên của người Việt trên miền Bắc Việt Nam ngày nay, theo sử sách đó là nhà nước Văn Lang của các vua Hùng. Thời kỳ vua Hùng được nhiều người ghi nhận ra là quốc gia có tổ chức đầu tiên của người Việt Nam bắt đầu với truyền thuyết con rồng cháu tiên mà người Việt Nam tự hào truyền miệng từ đời này qua đời khác thời đại đồ đá khu vực này là Việt Nam đã có người ở từ thời kỳ đồ đá cũ. Các nhà khảo cổ đã tìm ra các dấu vết người thượng cổ cư ngụ tại hang Thẩm Hai, Thẩm Khuyên, Lạng Sơn, Núi Đọ, Thanh Hóa, Thung Lang, Ninh Bình và Nga Sơn, Thanh Hóa cách đây hàng trăm nghìn năm. Thời kỳ này mực nước biển thấp hơn và Việt Nam khi đó nối liền với bán đảo Malaysia, đảo Java, Sumatra và Kalimantan của Indonesia với khí hậu ẩm và mát hơn bây giờ. Người Việt cổ khai thác đá gốc Ba Đan ở sườn núi ghè đẽo thô sơ một mặt tạo nên những công cụ mũi nhọn, rìa lưỡi dọc, rìa lưỡi ngang, đạo bỏ lại nơi chế tác những mảnh đá vỡ, mảnh tước. Những di tích ở núi Đọ được coi là bằng chứng cổ xưa nhất về sự có mặt của con người tại vùng đất Việt khi tổ chức xã hội loài người chưa hình thành. Vào thời kỳ mà các nhà nghiên cứu gọi là văn hóa Sơn Vi, những nhóm cư dân nguyên thủy tại đây đã sinh sống bằng hái lượm và săn bắt trong một hệ sinh thái miền nhiệt ẩm với một thế giới động vật và thực vật phong phú, đa dạng cách đây 11 đến 23.000 năm. Cuối thời thế canh Tân, Lake Pleistocene cách đây 15.000 đến 18.000 năm trước, đây là thời kỳ nước biển xuống thấp, đồng bằng Bắc Bộ bấy giờ kéo dài ra mãi đến tận đảo Hải Nam và các khu vực khác. Về mặt địa chất học, thời kỳ khoảng 15.000 năm trước công nguyên, cách đây khoảng 18.000 năm là thời kỳ cuối của kỷ băng hà nước biển dâng cao dần đến khoảng 58.000 năm trước đây thì đột ngột dâng cao khoảng khoảng 130 m tính từ tâm của kỹ băng hà là khu vực Bắc Mỹ. Nước biển ở lại suốt thời kỳ này cho đến và rút đi vào khoảng 5.500 năm trước đây. Ứng ừ với thời kỳ này cùng với các di chỉ khảo cổ cho thấy nước biển đã ngập toàn bộ khu vực đồng bằng sông Hồng ngày nay đến tận Vịnh Phúc trong suốt gần 3.000 năm do chính đặc trưng về địa chất nên vùng đồng bằng sông Hồng. Vịnh Bắc Bộ không có điều kiện khai quật nền đất cổ đại có ở khoảng 8.000 năm trước công nguyên trước khi có đại hồng thủy để xác nhận dấu vết của các nền văn minh khác nếu có. Trang sử Việt có một khoảng trống không xác định được từ khoảng năm trước 5 nghìn năm tám 000 năm trước sau so thời kỳ văn hóa Sơn Vi là văn hóa hòa bình và Bắc Sơn thuộc thời kỳ đồ đá mới. Văn hóa hòa bình được ghi nhận là cái nôi của nền văn minh lúa nước xuất thân từ Đông Nam Á có niên đại trễ được tìm thấy vào khoảng 15.000 năm trước đây. Do đặc trưng địa chất về hồng thủy nên có thể một phần sự phát triển rực rỡ của nền văn hóa hòa bình có thể đã chưa bao giờ được nhận ra và tìm thấy. Các nhà khảo cổ đã liên kết sự khởi đầu của nền văn minh người Việt ở cuối thời kỳ đồ đá mới và đầu thời đại đồ đồng vào khoảng hơn 5.700 năm trước công nguyên. thời đại đồ đồng đá văn hóa của Phùng Nguyên là một nền văn hóa tiền sử thuộc sơ kỳ thời đại đồ đồng cuối thời đại đồ đá mới cách đây chừng 4.000 năm đến 3.500 năm. Cần dẫn nguồn, Phùng Nguyên là tên một làng ở xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, nơi đầu tiên tìm ra các di chỉ của nền văn hóa này, thời, đại, đồ. Đồng văn hóa đồng đậu là nền văn hóa thuộc thời kỳ đồ đồng ở Việt Nam cách ngày nay khoảng 3.000 năm sau văn hóa phù nguyên trước văn hóa gò môn. Tên của nền văn hóa này đặt theo tên khu di tích đồng đậu ở thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, thời đại đồ sắp đến khoảng năm 1200 trước công nguyên sự phát triển của kỹ thuật trồng lúa nước và đúc đồ đồng trong khu vực sông mã và đồng bằng sông hồng đã dẫn đến sự phát triển của nền văn hóa đông sơn nổi bật với các trống đồng các vũ khí dụng cụ và trống đồng được khai quật của văn hóa đông sơn minh chứng cho việc kỹ thuật đúc đồ đồng bắt nguồn từ đây nhiều mỏ đồng nhỏ xưa đã được khai quật ở miền bắc việt nam ở đây các nhà khảo cổ đã tìm thấy quan tài và lọ chôn hình thuyền nhà sàn và bằng chứng về phong tục ăn trầu và nhuộm răng đen thời kỳ cổ đại 2879 đến 111 trước công nguyên kỷ hồng bằng 2879 đến 258 trước công nguyên nước xích quỷ theo một số sách cổ sử các tộc người Việt cổ Bách Việt lập quốc đầu tiên ở miền lĩnh Nam, bao gồm một vùng rộng lớn phía nam sông Trường Giang của Trung Quốc hiện nay đến vùng đồng bằng sông Hồng. Sông Mã ở miền Bắc Việt Nam truyền thuyết cho biết nhà nước của các tộc người Việt được hình thành từ năm 2879 trước công nguyên tại vùng Hồ Độc Đình, Hồ Nam, Trung Quốc ngày nay. Đến thời Xuân Thu Chiến Quốc thế kỷ 8 trước công nguyên đến thế kỷ 3 trước công nguyên do các sức ép từ các vương quốc sở tần ở miền bắc Trung Quốc, ba làn sóng người Hoa Hạ chạy tị nạn chiến tranh từ miền bắc xuống nên dần dần các tộc người Việt cổ bị mất lãnh thổ, một số bộ tộc Việt bị đồng hóa vào người Hoa Hạ. Đỉnh điểm là vào thời Tần Thủy Hoàng lãnh thổ của Trung Hoa kéo xuống tận ven biển phía nam Quảng Đông, nếu thực sự tồn tại vương quốc của các tộc người Việt cổ Xích Quỷ trong thời kỳ này thì có thể nói đây chỉ là một liên bang lỏng lẻo giữa các nhóm tộc việt khác nhau như điền việt ở vân nam dạ lang ở quý châu mân việt ở phúc kiến đông việt ở chiết giang sơn việt ở giang tây nam việt ở quảng đông âu việt tây âu ở quảng tây lạc việt ở miền bắc việt nam các nhóm tộc việt này có nhiều điểm khác nhau về ngôn ngữ tập quán và địa bàn cư trú quan hệ giữa các tộc này chủ yếu là trao đổi buôn bán chứ không có một nhà nước thống nhất những biến động trong thời kỳ này cũng dẫn tới sự tan giã của nhà nước liên minh của các tộc người việt từ thế kỷ 8 nước Âu Lạc của An Dương Vương bị Triệu Đà, một viên tướng cũ của nhà Tần, thôn tính năm 208 trước Công nguyên hoặc năm 179 trước Công nguyên, trở đi từ các bộ tộc Việt cư trú tại các khu vực khác nhau ở miền Nam. Sông Dương Tử đã hình thành nên các nhà nước khác nhau ở từng khu vực cũng như thời kỳ như Nước Việt, Văn Lang, Việt Thường, Nam Việt, Âu Lạc, Quỳ Việt, Mân Việt, Đông Việt, các nhà nước độc lập này từng bước bị các vương triều của người Hoa hạ ở miền Bắc Sông Dương tử đánh bại thôn tính. Hoặc là tự nội chiến với nhau dẫn tới suy yếu, đến thời kỳ đế chế Hán khoảng thế kỷ một trước công nguyên các nhà nước Việt đều bị thôn tính nước Văn Lang sau thời kỳ tan giã của nhà nước, liên minh các tộc người Việt, các nhà nước độc lập của các tộc người Việt cũng được hình thành khắp vùng phía nam sông Dương Tử. Vào khoảng thế kỷ 7 trước công nguyên, người Lạc Việt, một trong những nhóm tộc Việt ở phía nam mà ngày nay là miền Bắc Việt Nam đã xây dựng nên nhà nước của mình. Đó là nhà nước Văn Lang do các vua hùng cai trị đóng đô ở Phong Châu thuộc tỉnh Phú Thọ ngày nay các tài liệu nghiên cứu hiện đại. Phần lớn đều đồng ý theo ghi chép của Việt sử lược về một vương quốc Văn Lang của người Lạp Việt có niên đại thành lập vào thế kỷ 7 trước công nguyên cùng thời Chu Trang Vương năm 696 trước công nguyên. Năm 682 trước công nguyên ở Trung Quốc vương quốc này tồn tại ở khu vực mà ngày nay là vùng trung du và đồng bằng bắc bộ cũng như ba tỉnh thanh hóa an, nghệ an hà tĩnh và có thể đã có giao lưu với nước việt của việt vương câu tiễn ở khu vực hạ lưu sông trường giang trung quốc ngày nay bộ máy nhà nước văn lang đã bước đầu phòng theo thể chế quân chủ ở trung ương do vua hùng đứng đầu có các lạc hầu và lạc tướng giúp việc ở địa phương chia thành 15 bộ là 15 bộ lạc của vùng đồng bằng bắc bộ trước khi nhà nước ra đời do lạc tướng cai quản dưới bộ là các làng do bộ chính cai quản nhà thuộc 257 đến 208 hoặc năm 179 trước công nguyên đến thế kỷ thứ ba trước công nguyên thuộc phán thủ lĩnh của bộ tộc Âu Việt một trong những bộ tộc của Bách Việt ở phía Bắc Văn Lang đã đánh bại Hùng Vương thứ 18 lập nên nhà nước Âu Lạc. Nhà nước Liên minh Âu Việt Lạc Việt đã đánh bại cuộc xâm lược của nhà Tần, nhà nước định đô tại Cổ Loa thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội ngày nay, ông tự xưng là An Dương Vương nước Âu Lạc của An Dương Vương bị triệu đà một viên tướng cũ của nhà Tần thôn tính năm 208 trước công nguyên hoặc năm 179 trước công nguyên. Nhà triệu 204 đến 111 trước công nguyên Bắc thuộc là một vấn đề còn có hai quan điểm khác nhau từ xưa đến nay của lịch sử Việt Nam. Phần lớn các quan điểm sử học thời phong kiến đều cho rằng nhà triệu là một triều đại trong lịch sử Việt Nam. Vì vậy, thời Bắc thuộc bắt đầu từ năm 111 trước công nguyên khi nhà Hán đánh chiếm nước Nam Việt. Quan điểm thứ hai được xuất hiện từ thế kỷ 18 khi sử gia Ngô Thị Sĩ. Phủ nhận nhà triệu là triều đại chính thống của Việt Nam vì triệu đà vốn là người phương Bắc là tướng theo lệnh tần thủy hoàng mà đánh xuống phương Nam. Quan điểm này được tiếp nối bởi sử gia Đào Duy Anh trong thế kỷ 20. Các sách lịch sử trong nền giáo dục tại Việt Nam hiện nay đều theo quan điểm này. Theo quan điểm thứ hai này thì thời Bắc thuộc trong lịch sử Việt Nam bắt đầu từ năm 208 trước công nguyên khi nhà triệu đánh chiếm nước Âu Lạc của An Dương Vương, kháng chiến của Việt Nam cuối thời tần, triệu đà, người nước triệu thời chiến quốc, đây là tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc, được nhà tần bổ nhiệm là huyện lệnh huyện Long Xuyên. Sau được nhâm ngao tự ý bổ nhiệm làm quận úy quận Nam Hải thuộc tỉnh Quảng Đông ngày nay, nhân khi nhà Tần rối loạn sau cái chết của Tần Thủy Hoàng năm 210 trước công nguyên. Triệu Đà đã tách ra cắt cứ quận Nam Hải, sau đó đem quân thôn tính sát nhập vương quốc Âu Lạc và quận Quế Lâm lân cận rồi thành lập một nước riêng. Quốc hiệu Nam Việt với kinh đô đặt tại Phiên Ngung, nay là thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Vào năm 207 trước công nguyên, nước Nam Việt trong thời nhà triệu bao gồm khu vực 2, tỉnh quảng đông quảng tây của trung quốc và miền bắc việt nam ngày nay nam việt được chia thành bốn quận nam hải quế lâm giao chỉ và cửu chân biên giới phía bắc là hệ thống dãy núi ngũ lĩnh biên giới phía nam là dạy hoành sơn sau khi nhà hán được thành lập và thống nhất toàn trung quốc triệu đà xưng là hoàng đế của nước nam việt để tỏ ý ngang hàng với nhà tây hán trong khoảng thời gian một thế kỷ, năm 204 trước công nguyên, năm 111 trước công nguyên, miền Bắc Việt Nam hiện nay là một phần của nước Nam Việt. Nước này có vua là người Trung Hoa và vị vua này không công nhận sự cai trị của nhà Hán. Thời kỳ Bắc thuộc năm 111 trước công nguyên, năm 938 sau công nguyên. Bắc thuộc lần 1 năm 111 trước công nguyên năm 40 sau công nguyên năm 111 trước công nguyên đội quân của Hán Vũ Đế xâm chiếm nước Nam Việt và sát nhập Nam Việt vào đế chế Hán. Người Trung Quốc muốn cai quản miền châu thổ sông Hồng để có điểm dừng cho tàu bè đang buôn bán với Đông Nam Á. Trong thế kỷ thứ y, các tướng lạc vẫn còn được giữ chức nhưng Trung Quốc bắt đầu chính sách đồng hóa các lãnh thổ bằng cách tăng thuế và cải tổ luật hôn nhân để biến Việt Nam thành một xã hội phụ hệ để dễ tiếp thu quyền lực chính trị hơn. Hai bà Trưng, 40 đến 43 trước công nguyên, một cuộc khởi nghĩa do hai bà Trưng lãnh đạo đã nổ ra ở quận Giao Chỉ. Tiếp theo sau đó là các quận Cửu Chân, Nhật Nam hợp phố và các địa phương khác của vùng Lĩnh Nam mà theo cổ sử Việt ghi nhận là có tất cả 65 thành trì, hưởng ứng trong năm 40, sau đó nhà Hán phái tướng Mã Viện sang đàn áp cuộc khởi nghĩa này. Sau 3 năm giành độc lập, cuộc khởi nghĩa bị tướng Mã Viện đàn áp, do bị cô lập và quân đội chưa tổ chức hoàn thiện nên hai bà Trưng không đủ sức chống cự lại quân do Mã Viện chỉ huy hai bà trương đã tự vận trên dòng sông hát để giữ vẹn khí tiết Bắc thuộc lần 2, 43 đến 544, tiếp theo sau nhà Hán, các triều đại phong kiến Trung Quốc kế tiếp khác như Đông Ngô, nhà Tấn, Lưu Tống, Nam Tề, nhà Lương lần lượt thay nhau đô hộ Việt Nam người việt cũng đã nhiều lần nổi dậy chống lại sự cai trị của ngoại bang tuy nhiên tất cả đều không thành công cho mục tiêu giành độc lập các cuộc nổi dậy tiêu biểu như khởi nghĩa hai anh em triệu quốc đạt và triệu thị trinh vào thời thuộc đông ngô cuộc nổi dậy của anh em lý trường nhân và lý thúc hiến từ thời bắc thuộc lưu tống Nam tề từ năm 468 đến 485 Nhà tiền lý 544 đến 602 Năm 541 Lý bí nổi dậy khởi nghĩa Đã đánh đuổi được thứ sử tiêu tư nhà lương Sau 3 lần đánh bại quân lương những năm kế tiếp Lý Bí tự xưng đế tức là Lý Nam Đế lập ra nước Vạn Xuân vào năm 544 đến năm 545 nhà lương cử Trần Bá Tiên và Dương Phiêu sang đánh nước Vạn Xuân Lý Nam Đế bị thua trận giao lại binh quyền cho Triệu Quang Phục sau khi Lý Nam Đế mất Triệu Quang Phục đánh đuổi được quân lương vào năm 550 bảo vệ được nước Vạn Xuân ông tự xưng là Triệu Việt Vương Đến năm 571 một người cháu của Lý Nam Đế là Lý Phật Tử đã cướp ngôi triệu Việt Vương Tiếp tục giữ được sự độc lập cho người Việt thêm 20 năm cho đến khi nhà Tùy Giang đánh năm 602 Bác thuộc lần 3 602 đến 923 hoặc 930 kế tiếp nhà tùy nhà đường đô hộ Việt Nam gần 300 năm Trung Quốc đến thời đường đạt tới cực thịnh bành trướng ra bốn phía phía Bắc lập ra An Bắc đô hộ phủ phía Đông đánh nước Cao Ly lập ra An Đông đô hộ phủ phía Tây lập ra An Tây đô hộ phủ và phía Nam lập ra An Nam đô hộ phủ tức là lãnh thổ nước Vạn Xuân cũ trong thời kỳ thuộc nhà đường đã nổ ra các cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc của người Việt như khởi nghĩa Lý Tự Tiên và Đinh Kiến, khởi nghĩa Mai Hắc Đế, khởi nghĩa Phùng Hưng và khởi nghĩa Dương Thanh từ cuối thế kỷ 7 đến thế kỷ 9, từ sau loạn An Sử 756 đến 763. Nhà đường suy yếu và bị mất thực quyền kiểm soát với nhiều địa phương do các phiên chấn cát không kiểm soát nổi phía Nam An Nam Đô Hộ Phủ bị các nước láng giềng Nam chiếu Champa. Sai len ra vào cướp phá và giết hại người bản địa rất nhiều. Riêng Nam Chiếu đã giết và bắt đến 15 vạn người. Quân đường bị đánh bại nhiều lần. Tới năm 866. Nhà đường kiểm soát trở lại và đổi gọi là tĩnh hải quân. Cuối thế kỷ 9 nhà đường bị suy yếu trầm trọng sau cuộc nổi loạn của Hoàng Giao và các chiến tranh quân Việt tại Trung Quốc, tại Việt Nam. Năm 905, một hào trưởng địa phương người Việt là Khúc Thừa Dụ đã chiếm giữ thủ phủ Đại La, bắt đầu thời kỳ tự chủ của người Việt ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam. Các triều đại này cố gắng đồng hóa dân tộc Việt Nam theo tộc Hán, mặc dù người Việt chịu nhiều ảnh hưởng về tổ chức thể chế chính trị, xã hội, văn hóa của Trung Quốc. Nhưng người Việt Nam vẫn giữ được nhiều bản chất nền tảng văn hóa dân tộc vốn có của mình sau 1.000 năm đô hộ, người Việt cũng chịu ảnh hưởng của Phật giáo Đại Thừa đang phát triển ở Đông Á mặc dù lúc đó đông nam á đã chịu ảnh hưởng của ấn độ giáo và phật giáo nguyên thủy phật giáo đại thừa được hòa trộn với nho giáo lão giáo và thêm vào đó là các tín ngưỡng dân gian địa phương